Một vị thiền sư Phật giáo Nguyên Thủy có nên lên truyền hình cho lời khuyên về chuyện tình cảm đôi lứa không? Có nên đảnh lễ những vị sư có tà kiến không? Tại sao các vị sư chân chính không cảnh báo các vị sư rao giảng tà kiến cho đại chúng biết và đề phòng không bị sa đọa vì tà kiến? Bởi vì sư chỉ trả lời một câu hỏi nha, cho nên á là quý vị hỏi nhiều câu quá, sư chỉ lựa một câu sư thích trong đó sư trả lời thôi, cho quý vị nhớ bữa sau có hỏi thì hỏi một câu thôi nha. Thì sư trả lời tại sao mà các vị sư chân chính không cảnh báo các vị sư rao giảng tà kiến cho đại chúng biết và đề phòng không bị sa đọa vào tà kiến? Thì xin thưa với quý vị, xin nhớ có lần một vị sư hỏi ngài Pa Úc về một trường hợp là một vị sư dạy sai chánh pháp mà cũng xuất thân từ dòng thiền Pa Úc. Thì ngài Pa Úc á, ngài chỉ nói là tôi không thể chỉ trích đích danh vị đó được, bởi vì như vậy á người ta sẽ nói là tôi ganh tị với vị ấy. Quý vị thấy trong cái vị thế của ngài Pa Úc là ngài lớn tới cỡ nào, còn cái vị đệ tử là nhỏ hơn thôi. Thì so về cái vị thế thì chắc chắn vị ấy cũng không thể nào so với ngài Pa Úc về tất cả mọi phương diện. Nhưng mà ngài Pa Úc ngài vẫn nói là tôi sẽ không nói để tránh người ta nói là tôi ganh tị. Thì một số trường hợp cũng vậy đó, các sư không có chỉ đích danh một ai, là bởi vì có khi cái người thương kẻ ghét rồi người ta sẽ nói là các sư ganh tị với người ta, ganh tị với cái sức ảnh hưởng, ganh tị với tiếng tăm, ganh tị với tài sản của người ta, ganh tị với chùa chiền, người ta đông đồ chúng rồi mình ham nổi tiếng cho nên là mình đi mình công kích người ta thì nó rất là phiền. Người ta có khi người ta không có nghe, người ta không nghe, người ta không muốn nghe, người ta không thèm nghe, mà người ta chỉ đơn giản nói là các sư ganh tị thôi. Chính như thế nó sẽ là sự tai hại cho chính những người đó. Thành ra đó, lý do tại sao mà các sư không có chỉ đích danh những cái vị mà mắc phải tà kiến. Nhớ, các sư chỉ nói lên vấn đề, chứ các sư không nói về con người. Ví dụ như, các sư chỉ đơn giản nói là cái suy nghĩ này là tà kiến. Ví dụ như, niết bàn hiện tiền, vào ra niết bàn vài lần trong ngày, thì sư chỉ đơn giản nói cái đó là sai, không đúng trong chánh pháp. Chứ còn các sư không có nói về con người. Đã kích một con người thì nó rất là phiền phức, nó có thể gây oan trái không cần thiết. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Dạ, kính thưa Đại Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị. Thì ở đây vị này hỏi là tại sao các vị sư chân chính không cảnh báo các vị sư rao giảng tà kiến cho để chúng biết và đề phòng không bị sa đọa tà kiến. Thật sự là không phải không cảnh báo đâu quý vị, mà là sư tạm nói ha, tạm nói là quý vị có thể là cái nhân duyên quý vị chưa có thể tiếp cận được những cái bậc thiện tri thức đó. Như vậy đó. Bởi vì sao? Sư nói cái điều này là nó có lý do thưa quý vị.
Đầu tiên cho nó bản thân sư trước đi ha. Bản thân sư nè, thời đầu mà lúc mà con sư còn sư phải nói rõ là cái thời đầu mà sư còn tập tễnh á, biết đến Phật giáo Nguyên Thủy, lúc còn cư sĩ nha, phải nói như mạnh cư sĩ, thì sư có nghe một cái vị đó giảng đó, thật sự rất là tâm đắc. Rồi đồng thời bản thân sư nha cũng phải nghiên cứu nhiều, nghe nhiều bài giảng, nghe nhiều chứ sư không có vội tin nha, không có vội tin vào một cái vị nào hết đó. Đó thì khi mà sư luôn tìm hiểu, đâu là đúng là Phật dạy, đâu là đúng là nó thuần túy là Phật dạy, đúng là chánh pháp đó. Thì đúng là một ngày nào đó, thưa vị, một ngày đó đúng là hội đủ nhân duyên, nó rõ là như vậy, hội đủ nhân duyên thì sư được biết, rất nhiều vị mà nói về chánh pháp và giúp cho sư bây giờ. Cho nên là không phải là vì là không có vị chân chính nào mà giờ không dám nói là sự thật, nhưng mà có, nhưng mà chắc chưa đủ nhân duyên, đó là chuyện thứ nhất, chuyện sư. Chuyện thứ hai thì cách đây một ngày có một cái cận sư nữ mới nhắn tin là hỏi về cái vấn đề mà đó, cái vấn đề mà cũng như để Đức Thịnh Tại có nói đó, là có dạo gần đây có những cái tư tưởng mà giống như là, rồi là nói là gì, cục đá cái cây thì nó gần niết bàn hơn, cái này đúng hay sai đó. Không phải riêng người này đó, mà trước đó cũng có vài người hỏi sư gì đó, thì sư nói riêng cái vấn đề đó, sư nói rõ nha, vấn đề đó đó khi mà đối chiếu với kinh Tạng, kinh điển Pali và chú giải, và thậm chí phải tham khảo thêm sách Như Vậy Thiền Sư đó, thì cái điều đó nó không phù hợp. Thưa vị, cái điều mà khi mà nói lên điều đó, nói là mà nói là cái cây, cái cỏ, cục đá đó nó gần niết bàn, rồi lại nói là gì trẻ thơ, là nó vậy, tâm nó, trong sáng, thì cái vị mà đắc thánh đó, tâm đắc thánh đó, nó cũng trong, sáng như trẻ thơ vậy đó. Thì những cái vị đó đã hỏi sư, như vậy thì sư sư cũng e ngại, sư cũng không trả lời thẳng, nhưng mà cái vị đó nói con thấy, cái quan điểm này nó không phù hợp. Thì khi mà nói như vậy thì sư mới nói là thì đúng là như đúng là đúng là cái này là khi mà đối chiếu với cái những cái điều đó, những cái điều tâm tạng, trong tâm tạng thì không đúng. Và cái những cái vị đó cũng có nói là thật sự con cũng có một cái hành trình mà rất là gian nan, mà cũng không kém, mà giống như thời buổi cái câu chuyện của sư đó. Có nghĩa là cũng nghiên cứu nhiều, vị, qua nhiều vị rồi đó, cuối cùng cũng biết được là cái vị nào mà có duyên, biết được vị nào nói đúng là Phật dạy, đúng chánh pháp đó. Nên là cái duyên, thưa vị, nó rất là quan trọng. Ở đây á, thì sư sẽ mở rộng thêm vấn đề mà gọi là kinh tạng để cho quý vị hiểu về cái vấn đề mà nhân quả. Thật sự trong đây là nhân duyên thì tinh thiếu nói chung, nhưng mà cái vấn đề nói là đề phòng á, có nghĩa là tại sao có những vị mà không cảnh báo đề phòng á. Cái đề phòng này thật sự là ngoài việc quý sư, quý vị nghe rõ nha, ngoài việc quý sư, bản thân quý sư hoặc là những cái vị bậc thiện tri thức á, mà nói lên những cái điều chánh kiến để đả phá những cái tà kiến, cho quý vị chánh tà kiến. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là cái đề phòng ở đây nè, là chính là quý vị phải là người đề phòng, quý vị phải chính là người trang bị cho mình cái gọi là cái khiên bảo hộ đó, trước những cái, vị mà giảng sai về là Phật dạy. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, ở trong quyển 45 năm Quần Pháp của Ngài Chánh Minh á, thì có một cái câu như vậy mà sư rất tâm đắc, sư muốn chia sẻ cho quý vị. Thì có câu hỏi rằng như vậy nè: vì sao Bồ Tát không tìm đến các cái vị mà giáo chủ nổi tiếng thời đó, giống như là ông Pu Na Ra Cáp Sa Bá nè, Makha Lý Gồ Sa Lá nè, Achita Kệ Sa Bá Lý nè, là ba tay này là xưa là giáo chủ rất nổi tiếng, thưa vị, rất là nhiều đồ chúng nổi tiếng mà nói về, đệ nhất tâm linh, đó là ba tay, là giống như là gần như là đứng hàng top, đứng đó, hàng top ở đầu ở cái thời Đức Phật thời đó, thời cái Đức Phật tại thế đó, đó. Thì đặt câu hỏi là tại sao mà ngài không không tìm đến ba cái tay này, nhưng mà ngài lại tìm đến, phải nói rõ là Bồ Tát nha, Bồ Tát lại tìm đến hai bậc đạo sư, đó là ông Alara Kalama và ông Úc Đắc Cá Ramabutta. Tức là hai ông này là hai ông mà dạy Bồ Tát á, một vị dạy đến phi phi tưởng,
một vị dạy đến là vua sở hữu xứ. Thì câu hỏi là tại sao? Thì đáp rằng á, là vị Bồ Tát nhận thấy giáo thuyết của những cái tôn chủ ấy không có cốt lõi, là nguyên nhân mà không tìm đến ba cái tay mà sư nói trên đó, ba tay mà Bunara, Makkhali và Atthita đó, ba cái tay này là sư nhắc nhắc rất là nhiều rồi. Ba tay này là chủ trương tà kiến, mà gọi là dính vô tà kiến cố định đó, rất là nguy hiểm đó. Thì nói thì ở đây đáp là do Bồ Tát đó, cho trí tuệ Bồ Tát, nghe là do, nó đúng hơn là phải nói rộng là do cái ba la mật của Bồ Tát làm viên mãn ở trong cái quá khứ, cho nên là nhận thấy giáo thuyết của ba cái tay giáo chủ trên là không cốt lõi. Mặt khác, cái điều này quan trọng thưa vị, mặt khác tiền thân của ngài đã từng bác bỏ những chủ thuyết sai lệch ấy, nên kiến thức chân chánh trong quá khứ đã hướng dẫn tâm Bồ Tát không ưa thích những chủ thuyết sai lệch đó. Vị thấy quan trọng cái việc được tu tập quan trọng không đó. Đồng thời khuynh hướng tu tập trong quá khứ đã dẫn lộ cho ngài tìm đến những bậc đạo sư tu tập thiền định. Cho nên trước khi kết thúc mà câu trả lời này á, ngoài cái việc quý vị hỏi là tại sao có những cái vị sư mà không không nói nên lên những lời chân chánh như vậy, thật sự là có thực vị không vắng đâu. Bất cứ nếu mà thật sư nhấn mạnh một lần nữa, nếu mà giáo pháp Thế Tôn còn tồn tại nha, còn tồn tại ở thời điểm nào, thì luôn có những bậc thiệt tri thức, những người dám nói lên sự thật, có nghĩa là dám nói theo đúng chánh pháp, không nói dám nói là những lời sai trái, những người mà nói sai trái, nói phi pháp, nói sai Đức Thế Tôn vẫn có. Nhưng mà đôi khi nhân duyên chúng ta, rồi cái phước trong quá khứ của chúng ta nó chưa đủ để gặp hay tiếp cận những vị đó. Cho nên là có một lời khuyên chân thành với vị, nếu mà mình đã cái vị này nè hỏi câu hỏi này nè rất là hay, sự tán thác là hay, thì sau khi nghe được cái câu này, hoặc là nhiều vị ở trên live này nghe được câu hỏi này, thì mình ý thức được điều này á, thì ngay trong hiện tại mình đặc biệt, sư nói là đặc biệt nha, mình hãy cố gắng vun bồi cái hạt, vun bồi về cái đặc biệt cái phước trí mình mạnh vô, đúng không, vun bồi cái trí tuệ mạnh vô để làm chi, để mai này á, trong sinh tử luân hồi á, mình có gặp những cái trường hợp mà giống như câu hỏi vừa rồi sư đề cập đến Bồ Tát Thọ Giác đó, tại sao ngài không dính đến ba cái tay mà tà kiến cố định kia, nhưng mà ngài lại tìm đến hai cái vị mà nghe tu tập mà đạt tới những cái tầng thiền mà hiệp thế nè. Để cho quý vị hiểu cái tầm quan trọng, cũng xin chúc cầu mong cho quý vị là đặc biệt vị này và nhiều vị khác, mình sẽ bớt cái thiện nghiệp mình đó, là mình luôn tìm được cái bậc thiện tri thức mà nói lên những cái lời chân thật, những lời đúng theo giáo pháp Đức Thế Tôn. Còn ngoài ra, một khi giáo pháp Thế Tôn mà còn hiện hữu, thì không bao giờ thiếu vắng những cái vị sư mà thuyết giảng về chánh pháp, để giúp chúng ta thoát khỏi những cái tà kiến. Cũng xin kết thúc phần cho cái lại đây. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ cái nhìn về vấn đề này. Và quý vị thấy đó, mọi việc đó, nó đều cần có cái sự nhân duyên và cần cái nỗ lực tu tập của chính mình. Các sư nhận thấy rằng cái tốt hơn hết là chỉ cho quý vị thấy đâu là chánh pháp, rồi quý vị sẽ đi theo đó, thì nó sẽ tốt hơn là tốn thời gian cho cái việc là đả kích người này, đả kích người kia. Giống như Đức Thế Tôn nói đó, Như Lai không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Như Lai. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.